Chương 7. Trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh về một nội dung. Điều 29. Cử người đại diện khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh về một nội dung. Khi nhiều người cùng khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân thì người tiếp công dân yêu cầu những người này phải cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh với người tiếp công dân sau đây gọi chung là người đại diện. Người đại diện phải là người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, người phản ánh. Việc cử người đại diện phải thể hiện bằng văn bản có chữ ký của tất cả những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trường hợp có từ 5 đến 10 người thì cử một hoặc hai người đại diện. Trường hợp có trên 10 người thì có thể cử thêm người đại diện nhưng không quá 5 người. Người đại diện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đại diện và văn bản cử người đại diện. Điều 30. Tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh về một nội dung tại nơi tiếp công dân. 1. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị, trưởng ban tiếp công dân nơi có nhiều người khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh, tập trung có trách nhiệm trực tiếp hoặc cử người đại diện cho mình tiếp đại diện của những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, để lắng nghe người đại diện trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh và các thông tin tài liệu do họ cung cấp. Trường hợp những người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh chưa có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thì người tiếp công dân yêu cầu người đại diện viết thành văn bản hoặc ghi lại đầy đủ chính xác nội dung vụ việc do người đại diện trình bày đọc lại cho họ nghe và yêu cầu ký hoặc điểm chỉ để xác nhận. Trường hợp khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tổ chức đơn vị mình thì người tiếp công dân tiếp nhận xem xét thụ lý để giải quyết và thông báo cho đại diện của những người khiếu nại tố cáo về kết quả xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tổ chức đơn vị mình thì chuyển đơn hoặc hướng dẫn người khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 2. Trường hợp khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh phức tạp, có nhiều nội dung, thuộc trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, đã qua nhiều cơ quan tổ chức đơn vị xem xét giải quyết, hoặc vụ việc có rất nhiều người tham gia, diễn biến phức tạp thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hoặc trưởng ban tiếp công dân có trách nhiệm a. À, chủ trì hoặc phối hợp với đại diện cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan hoặc đại diện ủy ban nhân dân địa phương nơi phát sinh khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. Tiếp người đại diện khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. B. Yêu cầu cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan cung cấp thông tin tài liệu, cử người có trách nhiệm tham gia tiếp người đại diện khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. 3. Trường hợp những người đến khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh có hành vi kích động, gây rối trật tự hoặc đe dọa đối với người tiếp công dân Người thi hành công vụ thì người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hoặc trưởng ban tiếp công dân, người phụ trách địa điểm tiếp công dân phải kịp thời tăng cường người tiếp công dân, yêu cầu cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng có biện pháp xử lý kịp thời. Điều 31. Trách nhiệm phối hợp của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị trong việc tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. Một khi nhận được yêu cầu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị hoặc của trưởng ban tiếp công dân, người phụ trách địa điểm tiếp công dân thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan có trách nhiệm A. Cử người có trách nhiệm hoặc trực tiếp tiếp người đại diện khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh. B. Cung cấp thông tin tài liệu về vụ việc khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh theo yêu cầu của người có thẩm quyền. C. Giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền hoặc chỉ đạo cơ quan tổ chức đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. D. Chủ trì vận động, thuyết phục có biện pháp để công dân trở về địa phương. 2. Thủ trưởng cơ quan công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện hoặc phối hợp với ban tiếp công dân, cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng tại nơi có nhiều người cùng đến khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh về một nội dung xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Điều 32. Trách nhiệm của Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 1. Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra đôn đốc chủ tịch ủy ban nhân dân cơ quan công an cơ quan thanh tra các cấp và các cơ quan khác của nhà nước trong việc xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh về một nội dung 2. chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành phố hồ chí minh có trách nhiệm hỗ trợ phối hợp với thanh tra chính phủ bộ công an trong việc xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh về một nội dung tại trụ sở tiếp công dân ở trung ương khi được yêu cầu. Chương 8. Điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. Điều 33. Điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. 1. Nhà nước có chính sách bảo đảm kinh phí đối với hoạt động tiếp công dân, áp dụng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật khác để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân. Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân bộ công tác tiếp công dân. 2. Chính phủ quy định chi tiết về các điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân. Điều 34. Tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với người tiếp công dân. 1. Người tiếp công dân phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, nắm vững chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng, nhiệt tình Bảo đảm yêu cầu về sức khỏe và có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. 2. Người làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ bồi dưỡng tiếp công dân và các chế độ khác theo quy định của chính phủ. Chương 9. Điều khoản thi hành. Điều 35. Hiệu lực thi hành. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2014. Những quy định về tiếp công dân tại Chương 5 của Luật Khiếu nại, tố cáo số 9 năm 1998, Quốc hội 10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 26 năm 2004 Quốc hội 11 và luật số 58 năm 2005 Quốc hội 11. Chương 5 của luật khiếu nại số 2 năm 2011 Quốc hội 13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày luật này có hiệu lực. Điều 36. Quy định chi tiết Ủy ban thường vụ quốc hội, chính phủ, các cơ quan tổ chức khác có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong luật. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng